Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ với sản phẩm về điện máy. Hôm nay thì em sẽ bóc hộp cho các bác xem dòng tủ lạnh của Sharp, dòng 4 cửa. Con này 4 cửa mặt gương sang trọng mọi người nhé. Có ký hiệu là FG. Đúng rồi. Model của tủ là FG gạch ngang FX600 VGBK. Màu là màu đen mọi người nhé. Đây là con tủ mặt gương, có thể soi được cả gương như là một tấm kính này. Thì em sẽ chuyển vào bên trong siêu thị để cho các bác xem. Đây bên em đang chuyển vào bên trong của siêu thị mọi người nhé. Hàng tủ lạnh thì có rất nhiều các thương hiệu ở phía dưới này. Đấy, sau khi đã kê vào trong bên trong thì em sẽ quay bên nội thất bên trong tủ cho mọi người xem. Rồi. Đây là tủ sau khi BM đã kê vào gian hàng của tủ lạnh Sharp mọi người nhé. Bên cạnh có con 630 đó, và bên này là con 600, có cùng một kích thước nhưng con này là mặt gương sang trọng. Con này thì sẽ có chiều cao là 1m78, chiều mặt ngang của nó là 89 phân và chiều sâu là 72 phân mọi người nhé. Thì mọi người có thể tùy vào cái kích thước đó để xem có kê phù hợp với cái căn phòng bếp của nhà mình không. Mặt thì mặt gương rồi, như các bác có thể thấy là soi được gương của em ở đây rồi. Đấy, rất chi là gió và led. Bốn cánh mọi người nhá, có thêm điểm nhấn là các cái viền màu bạc trên cánh tủ, rất chi là đẹp. Em sẽ mở ra cho mọi người các xem nhá. Tủ đây là tủ bốn cánh này. Đây là bên không gian nội thất ở bên trong. Cánh tủ nữa này. Cánh tủ này thì đang dán băng dính nhưng còn chưa mở được ra này. Đây là nội thất bên trong. Bên trong thì sẽ có hai khay kính cường lực ở phía trên, để được rất nhiều đồ cho các bác ở phía trên này. Không gian rất rộng. Và bên dưới này có một khay nữa này. Không gian rộng này thì mọi người có thể để bát đĩa dài để được nhiều. Nhiều khách thì rất thích những cái không gian rộng như thế này, để được đồ nó chứa không gian lớn. Bên cánh tủ thì có thêm các hộc nhỏ để các bác chứa thêm đồ. Có 3 hộc ở hai cạnh, hai cánh luôn. Đấy là hai cánh. Ở phía trong này sẽ có thêm một nơi để mọi người để rau củ quả đây. Đây dán băng dính cho em không rút được ra thôi. Bên này cũng vậy, hai ngăn kéo luôn. Hai ngăn kéo và hai ngăn kéo trên. Tiếp đến là ở phần cánh dưới. Cánh dưới như cũng đang được dán băng dính rồi, để em xem chút nhé. Đây là không gian ở cánh dưới mọi người nhá. Toàn bộ ngăn dưới này sẽ là ngăn đông. Và các bác có thêm một cái lơi để mọi người chứa đá ở đây. Sau khi cho nước vào đây, các bác có thể rút ra được nhá, để đá để nước vào trong này. Sau khi đàm đá xong các bác chỉ cần xoay cái này thôi. Xoay cái này thôi là đá nó sẽ rơi xuống dưới này. Các bác rút cái khe này ra để lấy đá. Đây là em dán băng dính rồi. Rất chi là tiện lợi. Ở phía dưới sẽ có thêm rất nhiều các cái khe để các bác chứa đồ. Mỗi một ngăn này sẽ có một cái lơi ngăn kéo để rút ra. Nó sẽ chứa các thực phẩm khác nhau để nó tránh lấn mùi, cũng như là chia thực phẩm nó được rõ ràng hơn. Bên cánh của ngăn đá thì không có bất kỳ một lơi chứa nào cả. Đấy, nó liền luôn. Với cái dung tích của con này là dung tích của nó, tổng dung tích là 600 lít. Tuy nhiên thì dung tích sử dụng của nó thì chỉ rơi vào, dung tích của nó là 590 lít mọi người nhé, tức là gần 600 lít. Thì dung tích sử dụng của nó thì tầm độ gần 500 lít mà thôi, nó trừ cánh, trừ các cái khung ra. Dung tích bên trong chỉ tầm độ 500 lít thôi. Đấy là dòng của Sharp. Sharp thì bảo hành đến tận 10 năm mọi người nhé. Động cơ bảo hành phần lốc 10 năm và bảo hành toàn máy là 1 năm cho các bác sử dụng. Thì đối với dòng Sharp mà con SG FX600 VG gạch ngang BK màu đen này, hiện tại BM đang bán giá tốt nhất thị trường. Giá chỉ rơi vào 26.990 cho dòng tủ mặt gương và có bảng điều khiển điện tử bên ngoài mọi người nhé. Bảng điều khiển điện tử bên ngoài rất chi là hiện đại, thiết kế đẹp cũng như là hàng tốt. Còn nếu mà các bác muốn thích hàng giá rẻ hơn thì có thể lựa chọn con FX631 ở đây. Con 631 thì không có mặt gương, bảng điều khiển cơ ở bên ngoài. Dung tích cũng như tương tự như vậy, không gian bên trong nội thất cũng tương khá là tương đồng. Và giá thành của nó sẽ rẻ hơn rất chi là nhiều. Nó chỉ rơi vào 15.590.000 mà thôi cho dòng FX631. Còn FX600 mặt gương thì rất chi là đẹp ở đây rồi. Có rất nhiều các bác đang thích dòng này. Các bác có nhu cầu mua sắm có thể liên hệ trực tiếp với website comac.vn mọi người nhé, để liên hệ đặt hàng cũng như là tham khảo giá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip kìa. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.
Video được tài trợ bởi đồ gỗ nội thất Tuấn Long, cơ sở chuyên cung cấp các loại đồ gỗ nội thất được làm bằng các chất liệu gỗ tự nhiên như gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá, các loại đồng hồ cây, các loại tủ rượu, tủ góc được làm bằng nhiều kích thước cũng như là nhiều kiểu dáng khác nhau. Mọi người có thể liên hệ đặt hàng qua số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn và mua hàng.